bộ môn nâng siêu vòng này vào lúc năm 12 tuổi. Hiện tại em đạt 2 kỷ lục Guinness châu Á và 8 kỷ lục Guinness Việt Nam. Đi dọc đường mà mình nghe thấy tiếng trống, em cũng cảm thấy rất là hưng phấn. Đây rồi, sở thích của mình đây rồi, đam mê của mình đây rồi. Người ta nghĩ là bộ môn này chỉ dành cho nam thôi, không có dành cho nữ. Đối với nam thì các vận động viên có thể thực hiện 10 lần, 20 lần là xong. Nhưng mà đối với các bạn nữ chúng ta có thể thực hiện 50 lần, thậm chí 100 lần mới hoàn thiện cái kỹ thuật khó. Đôi khi chúng em sẽ luyện tập dưới trời nắng, cũng như là sẽ gặp một số chấn thương. Lúc đầu thì em nghĩ nó rất là đáng sợ, nhưng mà sau này thì em sẽ thấy đây là dấu tích của sự thành công. Trong thể thao thì nam làm được thì nữ chúng ta cũng có thể làm được.